Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Cục trưởng ngân hàng nhà nước nhận hối lộ hơn 5 triệu đô la từ ngân hàng SCB. Ngày 18 tháng 11, báo tuổi trẻ cho hay, vụ vạn thịnh phát 5 triệu đô la xếp thành 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng ngân hàng nhà nước. Báo tuổi trẻ dẫn kết luận điều tra vụ vạn thịnh phát vừa được cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành. Theo đó, trong quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB vào năm 2018, cựu nữ cục trưởng Đỗ Thị Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan, hướng dẫn cách xóa dấu vết các sai phạm trong cho vay và hứa hẹn bỏ qua nhiều sai phạm của ngân hàng này. Thời điểm đó, bà Nhàn giữ chức vụ cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước. Và đây là hình bài tường thuật trên báo Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ tường thuật vào tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh Văn Thành và Tổng giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn của ngân hàng SCB đã báo cáo bà Trương Mỹ Lan về việc đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra tại SCB. Trong quá trình thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, bà Trương Mỹ Lan có hai lần gặp riêng bà Đỗ Thị Nhàn, một lần tại trụ sở ngân hàng nhà nước và một lần tại khách sạn Digo Hà Nội. Tại các cuộc gặp này, bà Nhàn nêu thực trạng SCB sai phạm trong hồ sơ tín dụng đối với các dự án. Phương án tái cơ cấu qua thanh tra là rất nghiêm trọng. Đề nghị bà Trương Mỹ Lan bán bớt tài sản để khắc phục, thất thoát, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn. Bà Lan nhờ bà Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và nữ cục trưởng đồng ý. Báo tuổi trẻ cho hay, bà Nhàn khai, đã bốn lần nhận tiền từ SCB với tổng số tiền là 5,2 triệu đô la. Lần đầu tiên vào giữa tháng 3 năm 2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của nữ cục trưởng tại trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Tại phòng làm việc, lãnh đạo SCB đưa cho bà Nhàn một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 đô la. Và đây là hình bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân cùng bị bắt trong vụ vạn thịnh phát. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra. Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn và lái xe đã mang các thùng xốp đựng tiền đô la đến hối lộ cựu cục trưởng của ngân hàng nhà nước. Cụ thể, một lần, tổng giám đốc ở SCB xếp 1 triệu đô la mang đến hối lộ bà nhàn. Hai lần sau đó, Võ Tấn Hoàng Văn xếp đầy thùng xốp, mỗi lần là 2 triệu đô la đến hối lộ nữ cục trưởng. Theo báo tuổi trẻ, đến khoảng tháng 12 năm 2022, nữ cục trưởng đã chia số tiền này mang 2,6 triệu đô la gửi nhờ tại nhà một người họ hàng bên chồng ở thành phố Nam Định số tiền còn lại bà nhàn cho vào thùng sắt khóa lại mang sang nhà ông đỗ xuân lộc tức em trai cùng cha khắc mẹ với bà nhàn cất vào trong tủ bà nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa những người này không biết gì về số tiền bà nhàn gửi vẫn theo tuổi trẻ sau khi nhận tiền hối lộ cựu cục trưởng đã bao che bưng bít báo cáo không trung thực không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước để không có đủ thông tin, tài liệu, phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB. Và đây là hình bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, các cơ quan chức năng cũng không kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, kết luận nêu. Báo tuổi trẻ cũng cho hay, bà nhàn khai bà nhiều lần liên lạc với võ tấn hoàng văn để trả lại tiền hối lộ nhưng ông văn không đến nhận còn ông văn khai là ba lần mang thùng xốp xếp thành 5 triệu đô la để hối lộ nữ cục trưởng của ngân hàng nhà nước là thực hiện theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan sau mỗi lần đưa tiền cho bà nhàn ông văn đều thông báo cho bà trương mỹ lan biết báo tuổi trẻ cho biết thêm về nguồn tiền đưa hối lộ Ông Văn khẳng định do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo bà Nguyễn Phương Hồng lấy tiền từ nguồn riêng được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để rút ra và đổi thành đô la. Ông Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận hối lộ của bà Đỗ Thị Nhàn. Theo kết luận, lời khai của ông Văn về việc đưa tiền phù hợp với lời khai của bà Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Nam Tuấn là tài xế lái xe và những người liên quan tài liệu, dữ liệu thu thập được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ hơn 5 triệu đô la từ Ngân hàng SCB. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bệnh viện đóng đa sửa chữa mà không thông báo, nhà thờ Thái Hà phản đối và đòi lại tu viện. Ngày 15 tháng 11, AFA tiếng Việt có bài Hà Nội, nhà thờ Thái Hà phản đối bệnh viện đóng đa sửa chữa, yêu cầu trả lại tu viện. Theo đó, các linh mục tu sĩ dòng chứa cứu thế Hà Nội và giáo dân của giáo sứ Thái Hà thuộc Tổng giáo phận Hà Nội có đơn khiếu nại khẩn cấp gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kèm theo hình ảnh các công nhân đang sửa chữa vào ngày 8 tháng 11 yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa dừng việc sửa chữa một số tòa nhà vốn là cơ sở vật chất của giáo sứ này. AFA cho biết Đơn khiếu nại ký ngày 11 tháng 11 bởi Linh Mục Du Sa, Nguyễn Văn Hội bề trên tu viện Kim Chánh xứ Giáo Sứ Thái Hà. AFA dẫn lời Linh Mục Du Sa, Nguyễn Văn Toản, phụ trách truyền thông của tu viện dòng chúa của Thế Hà Nội cho biết. Trước đây, từ khi nhà nước mượn ngôi nhà này, mỗi khi muốn sửa chữa lớn hay nhỏ, có khi là chuyện chặt cây trong khu vực, sơn sửa lại cây thánh giá trên nóc tu viện bệnh viện Đống Đa đều xin ý kiến và cho chúng tôi biết. Khi thấy bệnh viện cho dỡ mái tôn và dựng dàn giáo phía mặt tiền ngôi nhà, vào ngày 6 tháng 11, Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Hội, bề trên tu viện, kiêm chánh xứ giáo sứ Thái Hà, có cho quý ông bà trong hội đồng mục vụ của giáo sứ qua để trao đổi và yêu cầu dừng việc thi công. Tuy vậy, bệnh viện vẫn tiếp tục cho thi công các công trình. Và đây là hình bài trên AFA. Linh Mục Toản cho biết, Bệnh viện Đống Đa hiện nay vốn là tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội, được xây dựng trong thời gian từ năm 1930 đến năm 1939. Năm 1959, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa lấy một phần tu viện làm trường học, cho dù không có sự đồng ý của Linh Mục và giáo dân của giáo xứ cũng như bề trên của họ. Đến năm 1972, chính quyền tiếp tục lấy phần còn lại của tu viện để chăm sóc y tế cho các nạn nhân của trận điện biên phủ trên không. Ngoài hai tòa nhà chính, nhà nước còn mượn một số cơ sở khác như là nhà nguyện, nhà ăn cho các hợp tác xã sử dụng sản xuất trên diện tích hơn 6 hecta đất ban đầu của tu viện. Linh Mục Du Sa, Nguyễn Văn Toạn cho biết, từ những năm 1990 đến nay, nhiều lần tu viện dòng chúa của Thái Hà Nội đã gửi đơn yêu cầu nhà nước trao trả lại cơ sở của nhà dòng mà nhà nước đã mượn. Khi trả lời các đơn thư của chúng tôi, chính quyền Hà Nội cho rằng vào năm 1961, Linh Mục Du Xe Vũ Ngọc Bích đã bàn giao qua nhà nước thống nhất quản lý, nhưng họ không đưa dẫn bằng chứng và chính Linh Mục Du Xe Vũ Ngọc Bích trong các giấy tờ để lại và các video được quay vào năm 2002 và năm 2004 trước khi Ngài qua đời, Ngài khẳng định chưa bao giờ cho, sang nhượng, hiến bất cứ tài sản nào của nhà dòng tại Hà Nội cho bất cứ tổ chức cá nhân nào. Và đây là hình bệnh viện đa khoa Đống Đa, vốn là một tòa nhà của tu viện dòng chúa của thế Hà Nội. Trong các đơn thư gửi các cấp chính quyền, chúng tôi đều nhắc rằng ngôi nhà tu viện hiện đang làm bệnh viện Đống Đa, vốn được xây làm tu viện nên không hợp để làm bệnh viện. Hơn nữa, một bệnh viện đang chữa trị các bệnh truyền nhiễm, không hợp trong khu vực đông dân cư, bên cạnh cơ sở tôn giáo đông đúc vì có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Theo ông, việc giữ bệnh viện đóng đa hiện nay trái với chủ trương di dời các bệnh viện từ trung tâm thành phố ra khu vực ngoại thành của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Linh Mục Du Xe, Nguyễn Văn Toản khẳng định, Việt Nam đang khẳng định là một đất nước có dân chủ, tự do và có quyền cơ bản của con người được tôn trọng, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Thiết nghĩ đã đến lúc các cấp chính quyền cần lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân, trong đó có các tổ chức tôn giáo để giải quyết thỏa đáng những khúc mắc. Cách riêng là những tồn động liên quan đến cơ sở vật chất của các tôn giáo mà trong quá khứ nhà nước đã chiếm dụng. AFA cho biết thêm, Đơn kiến nghị khẩn cấp của giáo sứ Thái Hà cũng được chuyển tới nhiều cơ quan của Trung ương và Hà Nội, trong đó có Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bệnh viện đóng đa, sửa chữa mà không thông báo, nhà thờ Thái Hà phản đối và đòi lại tu viện. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.